Mình thì mình đi thả thính xong rồi mình nghĩ là bạn đó sẽ cua mình, ai dè bạn không cua luôn. Có thật nhiều đường mà cà phê vẫn thay chất đắng. Thích một người kia nhưng mà em cũng nghĩ là người đó không thích mình qua cái cách họ nhắn tin với mình, trêu chọc mình đủ thứ. Nhắn như nào bạn nhớ không? Không, bởi vì mình xóa tin nhắn. Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới. Em cố gắng trong cái bài đó nhưng mà mình cũng làm giống người ta nhưng mà điểm mình thấp hơn á, nghĩa là em được 9 điểm nhưng mà ra được có 6 điểm thôi. Học bổng thì rất là nhiều nhưng mà có một lần mà gọi là tụt độ luôn, em hiểu không, là tụt độ luôn. Làm chị thấy cái hàng online, chị thấy một cái đầm mà mẫu chụp rất là đẹp, em mẫu chụp kiểu như là ba vòng ra người ta đầy đủ vậy nè, xong chị cũng đặt về cũng đắt mà trời ơi, hai mấy ngày nó nổi gì, xong chị đặt về em chị mặc vô chị như con khô cá lẹp. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Con mày lau mồm không? Hụt hẫng nhất là khi mà đang lên cao trào mà có người về nhà ấy. Kiểu mình đang đang thế xong rồi có người mà về nhà bấm chuông chẳng hạn. Mình hụt hẫng khi mà mình cứ tưởng là cái người đối diện ấy đang chào mình. Mình cũng chào người ta. Xong rồi ra nhưng mà người ta đi mất. Chị cảm thấy như nào? Hụt hẫng. Mình hụt hẫng khi mà mình chị cảm thấy như nào? Thì em nói em đẹp trai nhưng mà mọi người không nghĩ em đẹp trai. Mỗi lần nói ra em đều bị ném đá. Mọi người nói gì khi mà bạn nói là bạn đẹp trai? Đó, nó chửi em. Chửi thế nào ạ? Nếu muốn sống thì im cái miệng, bằng không là chết mẹ đó nghe chưa. Mình thì mình đi thả thính xong rồi mình nghĩ là bạn đó sẽ cua mình, ai dè bạn không cua luôn. Anh bị như thế bao nhiêu lần rồi? Nhiều quá đi không hết. Có thật nhiều đường mà cà phê vẫn thay chất đắng. Em hụt hẫng nhất khi mà đang xem phim ấy chị, đến cái đoạn gay cấn ấy là nó bảo em là phải xem tập sau ấy. Thật là em cảm thấy rất